nhưng mà có những con càng bự càng thích nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pong Kitchen and More. Các bạn ơi, ngày hôm nay Pong sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn khá là quen thuộc, nó tương tự như là cái món mà trước đây Pong đã từng nấu rồi đó, chính là cái món mà canh chua các bạn. Nhưng mà hôm nay sẽ là một cái món cách tân từ cái món canh chua, đó chính là món cá ngót, cá diêu hồng. Và nguyên liệu chính gồm có nhất là một con cá, một ít rau nêm như là cần tàu, một ít hành lá và một số những gia vị như là một ít tỏi đã băm nhuyễn, một ít củ hành, một ít đường, một ít muối, một ít hạt nêm, một ít tiêu và cuối cùng là và nếu như mình phải không có mắm thì sẽ cho cà chua vào.